Rồi bây giờ thì mình sẽ trở lại với những bài bản giọng cổ mà bọn Bác rất yêu mến qua giọng hát của nghệ sĩ Linh Cảnh. Dạ, bọn Bác cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Dạ chào chú. Dạ rồi, cảm ơn chú nha. Bây giờ con sẽ nhường sân khấu cho chú nha. Dạ, ra đây chú, ra đây ghi hình cho đẹp. Linh Cảnh xin cảm ơn quý khách rất nhiều. Hôm nay rất là hân hạnh được nhà tổ chức Khương Dừa mời tham gia cái chương trình, được hội ngộ cùng quý vị khán giả yêu mến cải lương. Xin gửi đến quý vị những lời chào thân trân trọng nhất. Để mở đầu chương trình, Linh Cảnh xin phép phục vụ quý vị một số bài ca, một số trích đoạn kinh điển của cải lương mà một thời vang bóng, một thời chúng ta rất là ghiền cải lương không ạ? Vâng, để vâng, xin cảm ơn. Để mở đầu chương trình, Linh Cảnh xin để tặng quý vị một lớp trích đoạn của cố nghệ sĩ Trần Hữu Trang, mà chắc quý vị chúng ta chắc đều thuộc hết. Trích đoạn đã được mang tên Tô Ánh Nguyệt. Từ lâu rồi tôi gian em, đừng gọi tôi bằng tiếng thầy, nghe nó khó chịu lắm. Gọi tôi bằng gì cũng được mà. Nguyệt, anh đang cúi đầu chờ ân huệ, rộng lòng tha thứ. Nguyệt ơi, vậy kể từ đây mình âu yếm gọi nhau cho đến hơi thở sao cùng. Nửa đời còn lại anh với em có mặn nồng, tuy không đường hoàng gia tu nhưng nghĩa vợ tình chồng mình sao chưa có nhau. Người ta nghi ngờ đặt thành dấu hỏi nhưng họ đâu có hiểu anh chứ em. Đã vượt qua khốn khổ của gia đình là mong nối lại mối tình xưa gian dở. Thank you.
nhàng nơi phương trời xa thẳm, duyên nửa đôi sắc son chờ mong. Vậy mà bấy lâu nay em vẫn sống âm thầm như người qua đường xa lạ, trong khi đó anh ôm nắm nâng niu một tổ còn em thì lạnh lùng tự cho khiến cho anh tìm nát ruột xé lòng. Anh về nghe Nguyệt, anh về nghe Nguyệt, không thấy nói gì thôi về thiệt. Xin cảm ơn quý vị. Cái lương chúng ta rất là hay phải không quý vị? Ở đây liên tục chương trình, Linh Cảnh sẽ gửi đến quý vị. Để thay đổi không khí, Linh Cảnh gửi đến quý vị qua bài Tân Cổ Giao Duyên của Soạn Giả Loan Thảo, Tân Nhạc Hoàng Hoa Thảo Trang. Tông La Hà Bà Đà Đà. Yeah.
băng mi đông cuốn tay từng phút từng giờ. Em mong sao cho thời gian qua rồi cho mau đến ngày gặp lại người yêu. Gặp anh rồi lòng em rộn rã nôn nao, tay dùng về sẽ tan. Đình Cảnh cũng ráng thêm bài nữa, một cái trích đoạn Máu Nhuộm Sân Chùa, một cái tuồng rất là của soạn giả Yên Lan. Thì trước đây Linh Cảnh và Thanh Kim Huệ có hát triều đình trực tiếp của tỉnh An Giang, thì nay không còn Thanh Kim Huệ nữa thì Linh Cảnh xin hát một mình với ba câu vong cổ trích trong vở cải lương Máu Nhuộm Sân Chùa của soạn giả Yên Lan. Thank you.
Dạ thưa bà, tôi là một kẻ từ miền xa xôi lắm, đạp sương hàng gió tuyết trở về đây, đi kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện đau thương của một kẻ đăng trình. Đêm qua tôi có về ngàn nơi chốn hò hẹn cô, thì mới hay người con gái đã xa sông. Thôi ông hãy đi đi, ông hãy đi. Mùa thu vào trong một giấc mơ buồn bã, rồi có một chiều nào dừng chân nơi quán lạ, xin bà hãy dành lại phút giây mà hoài niệm kẻ đăng trình. Một cuộc sống bên trời cô độc như một loài chim buồn lạc lòng giữa sương đêm. Bà ơi, có phút giây nào bà chẳng nhớ nhớ thương thương vì một kẻ đã cùng bà một thời gian sớm hẹn ước, thì xin bà hãy quay về dùng kỷ niệm và khóc cho nhau vài giọt lệ. Là lúc
bà đã bình yên bên cuộc sống, bên cạnh chồng và những đứa con ngoan. Còn đối với cuộc đời gia đình buồn sống hồ vui lắm cứ chân hoàng. Vâng, lên cạnh xin cảm ơn quý khách rất nhiều. Dạ cảm ơn chú rất là nhiều. À, chúc chú thật là nhiều sức khỏe và hy vọng chú sẽ trở lại hội quán ngôi sao miệt vườn để hát phục vụ bà con cô bác. Xin cảm ơn. Dạ. Bà con yêu quý cải lương là linh cảnh rất là mừng rồi. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả ân nhân. Dạ, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ, hẹn gặp lại chú ạ. Dạ, con cảm ơn.